Xin chào quý khách. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới về nhà một số mẫu đàn điện tử, đàn keyboard, tên thường gọi là đàn organ, nhưng mà đúng từ ngữ của nó gọi là đàn điện tử, mà chính xác hơn nữa thì mình gọi là dùng tên từng sản phẩm. Ví dụ như là đây là đàn Yamaha VSRX750. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang có hai cây đàn Yamaha VSRX750, đàn rất là đẹp, đàn đẹp nguyên zin, giá bán rất là rẻ. Đây là mình đọc đúng từ ngữ của nó là đàn điện tử, hay còn gọi là đàn Yamaha VSRX750. Nếu mình đọc đúng mà cái model của nó thì nó chuẩn hơn. Còn mình nói là đàn organ thì nó không có chuẩn, vì organ là mường từ. Chứ cái đàn organ to lắm. Cái đàn organ nó to lắm. Nó to có nhiều khi nó bằng một căn nhà nhỏ nhỏ. Cái đàn organ nó to bằng một căn nhà nhỏ nhỏ. Chứ không phải đơn giản đâu. Còn mình mượn từ, mình nói là cái này là cái organ. Thì nó quen rồi, ai cũng nói là cái organ hết. Chứ cái này là gọi là đàn điện tử, đàn keyboard điện tử. Mà chính xác hơn là gọi là đàn điện tử, chứ không phải là đàn organ. Nhiều người họ kêu đàn nào organ, nào organ sai mất tiêu rồi, từ ngữ này sai rồi. Anh em nhạc công phải đổi lại nha, không có sử dụng từ organ. Vì cái đàn organ nó to bằng nửa căn nhà này, hoặc là nó bằng một căn nhà nhỏ nhỏ. Bây giờ không có chuyện gì nói, phân tích về tên của sản phẩm mình đang bán. Ai cũng nói là cái này cái organ. Cái này gọi là ăn, gọi là mượn tên rồi lấy luôn tên, không trả tên. Có nhiều anh em đọc tắt là gọi là cái ọt. Ai hỏi là mua đàn về làm gì, nó là mua đàn về chơi đàn đám cưới. Họ mua đàn gì về chơi đàn đám cưới thì anh chị em cứ nói là mua đàn điện tử, mua cây đàn keyboard điện tử hoặc là đàn điện tử. Hoặc là quý khách nói là chính xác hơn, nói là ví dụ như là cây này là cây đàn Yamaha VSRX975. Quý khách nói chính xác về cái tên của nó thì nó mới đúng. Hoặc là quý khách nói là tôi đi mua cây đàn điện tử về tôi chơi đàn đám cưới thì nó đúng. Chứ còn quý khách nói tôi đi mua cái đàn organ là nó trật quắc, cái đàn organ nhiều khi phải thế xe tải chở, mà cái đàn organ nhiều khi to hơn chiếc xe tải nữa. Cho nên nói mấy người mà họ học trong trường nhạc viện, họ thấy cái đàn to, cái đàn organ to hơn chiếc xe tải, mình biến thành cái đàn organ nó bằng cái chừng này đây, nghe vậy người ta chửi chết. Mấy người mà học trong nhạc viện là sốc, họ nghe mình nói là cái đàn organ, họ sốc. Rồi bây giờ nói vòng vo Tam Quốc, mở đầu câu chuyện để nói. Thôi bây giờ mình đi vào chi tiết. Rồi, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới nhập về một cái đàn Roland BK9, đàn rất là đẹp quý khách nha. Đó, đàn này có cổng USB, chơi xô chuyên nghiệp Roland BK9. Rồi X750, đàn này chơi xô chuyên nghiệp. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn X750 với giá rất là rẻ nhì tại thì Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Giá rất là rẻ, quý khách chỉ cần thiện chí gọi điện là có thể là mua được giá rẻ trên 10 triệu tí xíu là quý khách mua được đàn X750 hoặc là đàn Roland BK9. Trên 10 triệu tí xíu là quý khách mua được đàn 750. Đàn 750 thì cài đặt sampler, sample dữ liệu rất là hay, rất là chuyên nghiệp. Đàn nguyên zin, các nút bấm rất là nhạy, bàn phím đắng bóc. Đó, các nút bấm rất là nhạy, đàn không có một lỗi lầm nhỏ. Đã được cài đặt đầy đủ dữ liệu sampler, sample mới nhất, hay nhất, VIP nhất. Quý khách đến xem hoặc là chuyển khoản đặt cọc để gửi về cho quý khách. Đàn Roland BK9. Giá bán trên 10 triệu tí xíu quý khách nha. Đàn này rất là chuyên nghiệp, lúc mới nó 60 triệu.
bây giờ thì rất là rẻ, trên 10 triệu tí xíu. À, nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu cho đàn Roland BK9 đầu hết nha. Đó, không, Roland BK9, dòng đàn chuyên nghiệp. Đó. Cửa hàng nhà Thiên Phú mới vừa nhập về ba cái đàn Yamaha PSRX550. À, cây này có cổng USB. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu cho đàn Yamaha PSR550. À, đã cài đặt đầy đủ dữ liệu rất là hay. Chơi solo đàn này là có band, có band liếng luôn khách nha. À, cây này ai học chơi nhạc công là ok, có band đầy đủ. Không, à, cái band này, cái band liếng lái là nó nằm ở đây này, không, đó nằm ở đó đó, không, đó. Thầy quý khách nhìn theo tay tôi, à, band liếng lái đó, không. Yamaha PSR550, quay từng cảnh từng cây. Giá bán rất là rẻ, đàn đã có cổng USB đường hoàng. À, có cổng USB này. Nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu. Giá bán trên 3 triệu tí xíu quý khách nha. À, giá bán trên 3 triệu. À, Yamaha PSR550. Học chơi solo chuyên nghiệp. Đó. Đàn có USB, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu. Đàn nguyên zin, máy móc nguyên zin, các nốt bấm hoạt động rất là hoàn hảo. Đó, đàn không có một lỗi lầm nhỏ. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới nhập về cái đàn Corfea 300 màn hình cảm ứng luôn hết nha. À, cây này giá rất là rẻ. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang bán với giá rất là rẻ, Corfea 300. À. Đó, ai mà học chơi solo chuyên nghiệp thì nên mua Corfea 300 màn hình cảm ứng đầy đủ dữ liệu. Những bộ set rất là hay. Roland thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú, Roland BK9 này thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đang cài bộ dữ liệu backup rất là chuyên nghiệp. À, không, Roland BK9. À, rồi co Yamaha thì cài đặt đầy đủ dữ liệu Summler Sample. Co thì cài những bộ set dữ liệu rất là hay. Đó. À, không. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới vừa nhập về cái đàn X700 đẹp lắm. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán với giá rẻ nhất, rẻ nhì thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Và Yamaha PSRX700 đàn đẹp, giá rẻ. Không. Đó, cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú đã cài đặt đầy đủ dữ liệu rất là hay. À. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mới vừa nhập về hai cây đàn SX700. Yamaha PSRX700. Đây, hai cây. Cây này à, ấy 700 này ha. Đó, hai cây. Cây này thì rất là xấu. Không. Loa rất an không. Giá bán rất là rẻ. Không. Đàn xấu giá rẻ. À, cửa hàng nhạc tự Thiên Phú mới vừa nhập về hai cây đàn SX700. Cây mà loa rất an nó giá rẻ lắm, rẻ bèo ha. Ai mà muốn dùng đàn đề cao á mà muốn đà dùng đàn đề cao nhiều chức năng á thì nên mua đàn 66 mà giá rẻ. À, giá rẻ bèo, cam kết là cây này giá rẻ bèo. À, quý khách trả với giá bao nhiêu cũng bán. À, trả giá rẻ, cứ trả giá thoải mái, cứ ép giá thoải mái, cửa hàng nhà cụ Tiên Phú thấy hợp lý là bán liền. À, bên cạnh đó thì có về cây đẹp. AX700 cài rất đẹp. Đó. Rất là đẹp. Cây này thì giá cũng rẻ mà không có rẻ bèo. Giá bán rẻ lắm nhưng mà không có rẻ bèo. Còn cây XX66 thì rẻ bèo. Còn cây là rẻ, rẻ lắm nhưng mà không có rẻ bèo. À, đàn AX, bây giờ cửa hàng nhà cụ Thiên Phú đang nhập về hai ca đàn AX 700. À, giá bán rất là rẻ. À, đàn đã được cài đặt đầy đủ dữ liệu Summler Sample mới nhất, hay nhất, VIP nhất, đầy đủ dữ liệu ISO, cái nào chức năng cũng ok nghe, không có cây nào lỗi. À, các nút bấm rất là nhạy. Cửa hàng là cụ Thiên Phú mới vừa nhập về cái đàn S975, đàn rất là đẹp, nguyên zin. Đây, cây S X cây S975, SX700, AX700 loa rất an, ba cây này là nguyên zin. À, chưa bung ốc, ba cây này là chưa bung ốc, nguyên zin. À,
Cam kết là cứ ai mà có nhu cầu muốn mua đàn X975 thì liên hệ ngay cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Ai có nhu cầu mua đàn XX700 thì cũng liên hệ ngay cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Đó. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú có nhận trao đổi đàn, bán đàn, trao đổi đàn giá hợp lý. Khi quý khách đến mua thì sẽ được hỗ trợ đầy đủ, tặng đầy đủ phụ kiện và dữ liệu, hỗ trợ tiền xe đi đường cho quý khách, đó, vân vân. Khi quý khách mua đàn thì được tặng bao, ha, bao đẹp không? Trên máy kệ nó có bao. Nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách đăng ký kênh YouTube hoặc là gọi video để mua được đàn đẹp nguyên zin với giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Mua đàn ngoài đàn đã qua sử dụng thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cũng đang có đàn mới, ha, đang có đàn mới nha, đàn mới như là Corfea 1000, Corfea 700, Corfea 600 mới, Corfea 300, vân vân. Còn đàn mới như dòng vô lăng là A7, A7, A7. Rồi Yamaha là có XX900, XX700 mới. Ngoài ra thì cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú cũng bán một số mẫu đàn Goodman, Goodman K350, K300, K250, K200, K150, vân vân. Rồi Yamaha cũng có một số mẫu đàn học sinh đàn mới như là đàn 473, 463, 453, 423, 413, 443, vân vân. Một số đàn E, đàn học sinh mới có cũ có. Ai có nhu cầu mua đàn thì cứ liên hệ cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú địa chỉ đó là 26 Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại xin mời quý khách kết bạn vào Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để được tư vấn tận tình, bán đàn tận tâm quý khách nhé. Nhạc cụ Thiên Phú có 6 số điện thoại. Số điện thoại thứ nhất đó là 0708 027 037. Số điện thoại thứ hai đó là 0937 870 914. Số điện thoại thứ ba đó là 0968 010 614. Số điện thoại thứ tư đó là 09 832 314. Số điện thoại thứ năm đó là 0966 217 483. Số điện thoại thứ sáu đó là 0962 393 497. Quý khách mời quý khách gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn vào Zalo. Cửa hàng nhà cổ Liên Phú sẽ tư vấn tận tâm, bán đàn tận tình, chăm sóc khách hàng tận tụy, tất cả là đàn nguyên zin, chưa một lần sơn túc, đàn cạnh góc rất là đẹp. Đàn đã được cài đặt xăm lơ, địa chỉ đó là 26 Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Đăng ký kênh YouTube để nắm bắt thông tin, để gọi là sau này cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú về và trong thời gian đến có về những mẫu nào ngon thì đăng lên YouTube. Quý khách muốn mua cây nào giá rẻ thì mua nhanh, mua sớm, được tặng đầy đủ dữ liệu, phụ kiện, tặng bao chân USB, tặng đầy đủ vân vân và vân vân. Bảo hành lâu dài cho quý khách yên tâm sử dụng, tặng hỗ trợ cài đặt dữ liệu trọn đời cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã xem video. Xin mời quý khách liên hệ và mua đàn, ta mua sớm mua nhạc cụ tại cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Cảm ơn cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú, cảm ơn quý khách đã xem video, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo. Xin mời quý khách lưu số điện thoại lại, gọi điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để được mua đàn giá tốt quý khách nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo. Xin trân trọng và kính chào.